Hôm nay 12 tháng 5, hơn 1.000 người đã đến tham dự sự kiện Ấn Độ 30 Summit, diễn đàn thế hệ trẻ do tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề Thế hệ tiếp nối, diễn đàn thế hệ trẻ Under 30 Summit tập trung thảo luận về các vấn đề mà thế hệ những người sinh ra từ những năm 1970 trở đi đang quan tâm. Thông qua các phiên thảo luận và trao đổi trực tiếp với diễn giả, diễn đàn khuyến khích thế hệ trẻ phải biết nhìn nhận rõ cơ hội và thách thức và đặt ra mục tiêu cho tương lai. Những kinh nghiệm này được chia sẻ bởi nhiều doanh nhân Việt Nam và quốc tế đã thành công, từ những nhà tư tưởng nổi bật, nhà lãnh đạo trẻ, nhà hoạt động xã hội với những gương mặt nổi bật trong danh sách 30 Under 30 do Forbes bình chọn. Trong số các diễn giả khách mời có Michelle Phan, nữ doanh nhân người Mỹ gốc Việt được chọn vào danh sách 30 Under 30, lĩnh vực nghệ thuật và phong cách của Forbes Mỹ vào năm 2015. Cô chia sẻ kinh nghiệm từ một người nổi tiếng trên thế giới Internet, trở thành một doanh nhân và sở hữu thương hiệu mỹ phẩm quốc tế.